từ 7 cân đến 30 cân nha. Em xả duy nhất trong một buổi chiều ngày hôm nay giá là 25k cho tất cả các chị đấy ạ. Nào ok nha, lấy hai cái ạ. 25k một áo nha, em ship tối thiểu là từ hai sản phẩm, mọi người lấy cho em hai sản phẩm luôn nhá. Ok Huệ Còi nào. Các chị ơi chia sẻ bài nhiệt tình lên đi nào, em xả nốt trong buổi chiều ngày hôm nay thôi ạ. Không xả hôm khác nữa đâu nha, nhanh tay vào chia sẻ bài luôn cho em nha. Nào tìm lại tuổi thơ chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Mọi người comment ghi rõ cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nhá, toàn bộ hàng áo phao áo da ngày hôm nay nha. Em xả 25k nha. Chị Nhì Đoàn ơi, em chỉ bán với giá là 25k nhá, mua giá khác mà không bán đâu. Ok chị tìm lại tuổi thơ nha. Ngày hôm nay chị nào giúp em chia sẻ em xả luôn với giá là 25k trên like, không bán giá khác nha. Áo phao và áo da đồng giá tất cả các sản phẩm là 25k nào, mọi người chia sẻ bài nhanh cho em đi nào. Ok chị Trang Nam nha, chia sẻ rồi em cho đơn luôn nha. Chị nào mà đã chia sẻ đầy đủ rồi thì comment số điện thoại vào đây em cho đơn luôn đi ạ. Để lại số điện thoại luôn nào, 25k một sản phẩm nha. Ok chị ơi, có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Áo da và áo phao em có size đầy đủ từ 7 đến 30 cân nha, 25k một áo chị ơi. Chị nào lấy mẫu gì chia sẻ bài để lại số điện thoại nào, ghi rõ cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nào. Ok chị Sương Ca nha. Em thấy rồi chị ơi chia sẻ bài nhiệt tình lên đi nào. Em thấy hôm nay mọi người chia sẻ kém quá. Các chị chia sẻ bài nhiệt tình lên cho em nha. Ok chị tìm lại tuổi thơ nha. Nào bé trai và bé gái đều mặc đẹp ạ. Chị Hoa Bách Hợp chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em luôn nhá. Hoa Bách Hợp chia sẻ rồi, Linh Khanh chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Bây giờ chị nào chia sẻ rồi tự giác để lại số điện thoại ở đây cho em để em chốt đơn luôn nào. Ngay buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ gửi luôn cho các chị luôn đấy ạ. Duy nhất trong một buổi chiều ngày hôm nay live lần cuối nha. Xả lần cuối cho chị nào đang xem live và chia sẻ bài nào. Ok chị Linh Khanh nhá. Chị nào thích lấy mẫu gì thì để lại số điện thoại vào đây luôn cho em nha. Bé trai bé gái đều mặc vừa chị ơi. Bé trai bé gái đều mặc vừa nhá. Nào ok chị Linh Khanh để lại số điện thoại nào. Chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Ok chị Linh Khanh nha. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nào. Chỉ cần comment một lần thôi chị ơi, đừng comment nhiều nhá. Nào, áo phao bên nhà em có đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân là ok bách hợp nha. Bé trai và bé gái đều mặc được, mọi người ơi nhanh tay lên đi nào, lượt chia sẻ vẫn đang rất là thấp nha. Em xả trong đúng 15 phút thôi, chị nào lấy mẫu gì comment vào đây luôn ạ. Em xả trong đúng 15 phút nha, ok Oanh Ruby nha. Bé trai bé gái đều mặc được chị ơi, áo phao bên nhà em có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Ok Hoa Linh Lam nào. Các chị ơi chia sẻ bài nhanh lên cho em đi nào. Chị ơi em gửi rồi chị ạ, hàng bên nhà em đến giờ phút này là gửi hết rồi nha. Nào ok chị Đỗ Quyên nha. Bé trai bé gái đều mặc được, áo phao bên nhà em có size từ 7 cân đến 30 cân ạ. Từ 7 cân đến 30 cân là ok chị Đức Lê Anh nha. Bé trai bé gái đều mặc được nha. Em xả toàn bộ là 25k trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Duy nhất trong vòng 15 phút thôi nhá. Chốt rồi để lại số điện thoại chị ơi, để lại số điện thoại mới được chốt nhá. Trong vòng 15 phút, kết thúc 15 phút em bắt đầu kiểm tra nha. Ok chị Hoa Linh Lan nào. Em xả toàn bộ áo và áo bò áo da là 25k đây ạ. Mọi người ơi chia sẻ bài nhiệt tình lên đi nào. Lượt chia sẻ bây giờ đang cực kỳ thấp nha. Nếu mà không chia sẻ bài em không chốt đơn đâu ạ. Chị nào mà chia sẻ thì để lại số điện thoại vào đây luôn nha. Áo phao, áo bò, áo da đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nào. Duy nhất trong buổi chiều ngày hôm nay em xả là 25k đây ạ. Jean có một màu, đúng rồi, Jean có một màu thôi nha. Nhanh tay để lại số điện thoại luôn cho em đi nào. Xả rất là rẻ đây ạ. 25k toàn bộ sản phẩm nha. Chị nào chia sẻ nhiều nhóm miễn ship luôn nha. Chia sẻ cho em 30 nhóm em miễn ship luôn trong buổi chiều ngày hôm nay đấy ạ. Ok chị Hoa Linh Lan nhá. Bé trai bé gái đều mặc đẹp chị ơi, trai gái đều mặc đẹp nha. Ok Nga Nguyễn thêm hai nhóm nữa nào. Nga Nguyễn chia sẻ thiếu hai nhóm bổ sung luôn cho em nha. Các chị ơi comment nhiệt tình lên đi nào. Em có size từ 7 cân đến 30 cân nhá. Chị đặt nhanh không là hết chị ơi, không xem lại nhá. Em dơ sản phẩm gì mọi người đặt cho em nha. Em có size đầy đủ từ 7 cân đến 30 cân nào. Ok chị Thùy My nha. Chia sẻ bài luôn cho em đi nào. Ok chị Tranh Thùy My nhá. Bé trai bé gái đều mặc đẹp chị ơi. Áo phao có 5 màu tất cả nha. Áo phao có tất cả là 5 màu á chị ơi. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Thấy chị Lan Anh Nghiêm rồi ạ. Mọi người hãy để lại số điện thoại luôn cho em nha. Áo phao màu đỏ nào. Chia sẻ bài cho em mỗi người 10 nhóm nhá. Ok chị Lê Hải Yến nha. Chị Hải Yến ơi để lại số điện thoại và thêm cho em 2 nhóm nhá. Hải Yến chia sẻ thêm cho em 2 nhóm nào. Ngày hôm nay em xả toàn bộ các sản phẩm là 25k một áo đấy ạ. Chị nào thích mẫu gì để lại số điện thoại luôn cho em nha. Bé trai bé gái đều mặc vừa chị ơi. Áo bò lông 25k nhá. Áo bò lông 25k chị để lại số điện thoại cho em đi nào. Em có cái mẫu này là dành cho cả bé trai và bé gái luôn ạ. Chị Nga Nguyễn ok nha. Nga Nguyễn để lại số điện thoại nào. Phương Loan ơi không chia sẻ không chốt đơn đâu nha. Duy nhất trong một buổi chiều ngày hôm nay em chỉ chốt đơn cho chị nào chia sẻ nhá. Với giá là 25k nha. Oanh Ruby thêm cho em 2 nhóm nữa nào. Mọi người lượt chia sẻ bây giờ vẫn đang rất thấp. Mọi người quay ra chia sẻ bài cho em
mỗi người thêm khoảng 2-3 nhóm nữa nha. Ok chị Hà Nguyễn nào, có size to đến 28 à 30 cân chị ơi. Em có size to đến 30 cân nha, chị để lại số điện thoại cho em để em chốt đơn luôn ạ. Em xả toàn bộ áo là 25k, chị nào thích áo gì comment luôn nào. Ánh Minh chia sẻ bài chưa chị ơi? Ánh Minh chia sẻ bài chưa nào? Áo da đen da đỏ có size từ 7 đến 30 cân nha. Da đen da đỏ nào chia sẻ bài cho em mỗi người 10 nhóm nào. Chị Thẩm Mỹ Ngọc Quý ơi, để lại số điện thoại cho em và chia sẻ bài luôn cho em đi nào. Em xả nốt trong một buổi chiều ngày hôm nay toàn bộ sản phẩm luôn, ngày mai sẽ không còn đâu ạ. Ok chị ấy nhớ em có. Chị Thảo ơi, để lại số điện thoại với cả là chia sẻ thêm 3 nhóm nữa đi, nó ít nhóm này em không chốt đơn đâu nha, thiếu nhóm không chốt đơn đâu. Ok Lê Thu Trang để lại số điện thoại nha. Chị nào chia sẻ nhiều nhóm có miễn ship luôn nhá. Có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. 7 cân đến 30 cân là mặc đẹp nha. Áo bò lông có size từ 7 đến 30 cân chia sẻ bài luôn cho em đi chị ơi. Giá toàn bộ sản phẩm sẽ là 25k nha. Mẫu này là dành cho cả bé trai và bé gái luôn ạ. Chị Bùi mà Bùi ơi, chị chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Ok Lê Thu Trang nha. Nga Nguyễn chia sẻ thêm 2 nhóm, anh Minh ok nhá. Em có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Bé trai bé gái đều mặc được chị ạ. 25k một sản phẩm nha, xả hàng áo phao nha. Em xả mẫu gì mọi người đặt cho em mẫu đấy nhá, không hỏi mẫu khác nhá. Nào ok chị Linh Khánh nha, bé trai bé gái đều mặc vừa chị ạ. 25k một áo bò lông nào. Để lại số điện thoại cho em chị ơi, Linh Hằng ơi, 30 nhóm miễn ship nhá. Chia sẻ càng nhiều càng được miễn ship luôn nha. Chào chị nào đặt hàng mẫu gì để lại số điện thoại nào. Toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay em xả tất cả là 25k nha. Áo da đen, áo da đỏ nào, ok anh Minh nhá. Bé trai bé gái đều mặc được chị ơi, em xả trong vòng 15 phút thôi. Chị nào thiếu mẫu gì comment luôn nào. Ok tìm lại tuổi thơ nha. Em xả toàn bộ áo là 25k hết chị ạ. Áo phao, áo da, áo bò tất cả là 25k nha. Chị Mộc Lucky ơi, chia sẻ thêm 3 nhóm nữa cho em nào. Mộc Lucky thêm 3 nhóm nữa nha. Ok Thảo Nguyễn Thị nha. Bé trai bé gái đều mặc đẹp, mọi người comment ngay số điện thoại vào đây để em chốt đơn luôn cho nào. Ok Thảo chân ngắn nhá. Có cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân chị ơi, dáng này là trai gái đều mặc được hết nha. 15 cân vừa chị ạ, để lại số điện thoại cho em nhá. Ai chia sẻ thêm rồi comment luôn vào đây để em chốt nha. Chốt luôn trong buổi chiều ngày hôm nay và sáng mai em sẽ gửi hàng cho các chị luôn đấy ạ. Ok chị Anh Minh nha. Áo bò bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái chị ơi, 25k một áo nhá. Ok Lê Hải Yến nào. Lê Hải Yến nhìn thấy rồi nha. Nhi Dương chia sẻ bài cho em đi chị ơi. Mọi người ơi, quay ra chia sẻ mỗi người thêm 2-3 nhóm nữa cho em đi nào. Hiện giờ lượt chia sẻ rất thấp, em không chốt được đâu ạ. Quay ra mỗi người thêm cho em 2-3 nhóm nữa nha. Chia sẻ 15 nhóm rồi để lại số điện thoại nào. Thêm cho em 2 lần lên trang cá nhân nha. Áo bò có size từ 7 cân đến 30 cân là 25 chị ơi. 25k một áo da nha, màu đỏ màu đen nào. Đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok Nhi Dương nhá. Bé trai bé gái đều mặc vừa nha. Mọi người để lại số điện thoại cho em để em chốt đơn luôn ạ. Áo bò lông xanh nha. Áo bò lông xanh size từ 7 cân đến 30 cân nào. Chia sẻ bài cho em luôn nha. Ok Na Lê nha. Chia sẻ 15 nhóm rồi để lại số điện thoại luôn, em chốt luôn nhá. Bé trai và bé gái đều mặc vừa. Phương Thanh ơi thêm 2 nhóm nữa chị ơi. Phương Thanh thêm 2 nhóm nữa nha. Ok Lê Thu Trang nha. Đồ bên nhà em trai gái đều mặc đẹp các chị ơi. Xả trong vòng 15 phút, khi nào hết 15 phút mọi người nhắc em dừng lại nha. Còn khoảng 5 phút nữa nào các chị ơi. Ok chị Huyền Trân nhá. Đồ bên nhà em dành cho tất cả các bé trai và bé gái nha. Áo khoác bò lông và áo da màu đen màu đỏ nào. Chia sẻ bài luôn cho em nha. Ngoài ra thì có cả áo phao nhá. Ok Chi Xuân chia sẻ bài chưa. Không chia sẻ bài không chốt nha. Nếu mà không chia sẻ bài không chốt đâu, lúc đấy đừng đòi hàng em nhá. Áo phao màu rêu nào. Áo phao màu rêu còn khoảng 20 chiếc, chị nào lấy không ạ? Áo phao màu rêu còn khoảng 20 chiếc, có size từ 7 đến 30 cân nha. Chia sẻ bài cho em mỗi người 10 nhóm em chốt đơn luôn nào. Ok Hoa Bách Hợp nhá. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại chị ơi. Bé trai 11 cân vừa chị ạ. Áo dành cho cả bé trai và bé gái nha. Nhanh tay chia sẻ bài luôn cho em đi nào. Ok Minh Khang nhá. Trúc Xí Siêu ơi, chia sẻ bài cho em chưa? Thêm 2 nhóm nữa nha. Chị Trúc Xí Siêu thêm 2 nhóm nữa nha. Áo phao màu rêu, màu đỏ và áo bò da nhá. Nhanh tay chia sẻ bài luôn nào. Toàn bộ hàng ngày hôm nay em xả siêu rẻ đi ạ. Mọi người quay ra chia sẻ thêm cho em mỗi người 1-2 nhóm nữa đi nào. Các chị ơi quay ra chia sẻ bài thêm cho em mỗi người 1-2 nhóm đi nào. Hôm nay mọi người chia sẻ ít quá em không kiểm tra đâu. Quay ra chia sẻ thêm mỗi người 1-2 nhóm cho em nha. Ok chị Bùi Mèo nha. Bé trai bé gái đều mặc được ạ. 25k một áo chị Tươi nhá. Em xả 25k một áo nha.
duy nhất trong buổi chiều ngày hôm nay là bé Hệ Hệ chia sẻ cho em đi à chơi. 25k một áo nha, càng nhiều nhóm càng tốt nha. Ngày hôm nay là tất cả những chị nào mà chia sẻ đầy đủ em sẽ chốt luôn trên like rồi đấy ạ. Chia sẻ ba nhóm thì làm sao mà được chị ơi? Mỗi người tối thiểu 10 nhóm, người ta 30 nhóm còn chưa được. Bây giờ chia sẻ ba nhóm đòi hàng của em sao mà em gửi được? Nào quay ra chia sẻ bài thêm cho em khoảng 10 nhóm nữa đi nào. Mỗi người chia sẻ giúp em ít nhất 10 nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. 2-3 nhóm là không bao giờ được gửi hàng đâu chị ạ. Quay ra chia sẻ thêm cho em nhá. Nào, càng nhiều nhóm càng tốt mọi người ơi, để lại số điện thoại luôn cho em đi ạ. 25k một sản phẩm nha, 16 cân vừa, ok Cường Hiếu nhá, Huệ Còi để lại số điện thoại nha, ok La Lê nha. Nào, 25 nhóm để lại số điện thoại cho em ạ. Hồ Thị Út Đài ơi, để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chị Cường Hiếu ơi, chia sẻ 30 nhóm thì sẽ có ưu tiên là được miễn ship nhá. Chị nào thích mẫu gì mọi người comment vào đây luôn cho em nha. Áo phao ngày hôm nay em xả quá rẻ rồi đấy ạ, có chị nào lấy nữa không? Áo phao và áo da nha, 18 cân vừa áo da chị ơi, áo da đen da đỏ nhá. Chị lấy áo gì comment rõ màu cho em nào. 25k nha. Chị ơi, nếu không chia sẻ bài giúp em thì sẽ không được mua bất cứ sản phẩm gì với giá là 25k nhá. Ok chị Hồng Liên nha, Minh Hiếu thêm cho em 2 nhóm nữa nào. Minh Hiếu nào thêm cho em 2 nhóm nữa nào. Ok Bảo Vũ nha, Bảo Vũ thêm 1 nhóm nữa nha. Bé trai và bé gái đều mặc được chị ơi. Áo bò lông này là màu xanh nhá, có duy nhất màu xanh này thôi. Cực kỳ xinh luôn ạ, à. Em có size từ 7 đến 30 cân nha. Bên trong lót lông 100% nha, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Mấy nữa là gió mùa rồi mọi người ạ, à. Bây giờ không mua là không ấy được đâu. Set 2 bộ cho bé 6 cân chị ơi. Set bộ một lát nữa em bán nhá, một lát nữa em bán bộ bò nhá. 25k mặc vừa chị, 25 cân mặc vừa chị ơi, để lại số điện thoại nào. Áo bò, áo da, áo phao nha, tất cả các sản phẩm là 25k nha. Ok chị Hồng Liên nào, trai gái đều mặc đẹp mọi người ạ, để lại số điện thoại luôn cho em đi nào. Ok chị Trúc Xí siêu nha. Ok chị đừng ngoảnh lại ạ, áo bò bên nhà em là 25k nha. Bây giờ các chị đặt áo da cho em đi nào. Bây giờ đặt sang áo phao cho em nha, 25k vừa chị ơi, 25 cân vừa nhá. Áo jean 25 chị ơi, mọi người nhanh tay giúp em chia sẻ bài nào. Bây giờ là các chị không giúp em chia sẻ là em không chốt đơn đâu nha. Quay ra chia sẻ thêm mỗi người cho em 1-2 nhóm đi nào. Áo phao màu xám chị ơi, 7-30 cân, ok Mộc Lucky để lại số điện thoại nhá. 25k một áo chị ơi, giúp em chia sẻ bài em chốt luôn cho nha. 2 phút cuối cùng nào, 2 phút cuối cùng mọi người để lại số điện thoại luôn cho em đi ạ. Áo phao xám nha, áo phao xám lên cho cả bé trai bé gái luôn đi ạ. Ok Thu Trang Trần nhá, 10 cân vừa chị ơi, 10 cân vừa nha. Ok Phùng Quỳnh Anh nào, 25k một áo cho tất cả những chị nào ngày hôm nay chia sẻ bài nha. Áo da đen da đỏ 7 cân đến 30 cân nha. Da đen da đỏ 7 cân đến 30 cân nào, nhanh tay nào. Đầu chia sẻ bài cho em mỗi người tối thiểu 10 nhóm, sau đó bổ sung được chia sẻ comment vào đây nha. 18 nhóm ok, để lại số điện thoại cho em chị ơi, nhanh tay chia sẻ bài luôn nhá, để em xem là còn bao nhiêu phút nữa nào. Các chị comment ngay số điện thoại vào đây luôn cho em để em còn kiểm tra đơn cho mọi người luôn nha. Ok Bảo Vũ nha. Đồ bên nhà em tất cả bé trai bé gái đều mặc đẹp chị ơi. Trai gái đều mặc đẹp nhá, comment số điện thoại cho em luôn đi nào. Bây giờ là còn 1 phút cuối cùng nha, 1 phút cuối nha. Ok chị Ngọc Trinh nha, Mỹ Hòa ơi, áo jean 25 chị ạ, để lại số điện thoại em chốt đơn cho nào. Áo jean là 25k nha. Nhanh tay lên đi nào, 10 người cuối nào. Ok Phương Thanh nha, 10 người cuối cùng chị ơi, để lại số điện thoại. Ngọc Anh chia sẻ thêm 2 nhóm nhá. Áo da đỏ ok, để lại số điện thoại nào. Ok chị Mít Hà nha. Đồ bên nhà em áo da đen da đỏ ngày hôm nay còn duy nhất 10 chiếc cho 10 người, để lại số điện thoại luôn ở đây cho em nha. Ok chị Hà Huy ra bảo thế rồi chị ơi, em có size cho bé từ 7 đến 30 cân nhá. Phao thì có tất cả là 5 màu chị ơi, còn chị nào lấy mẫu gì nữa không? Comment ngay số điện thoại nào. Chị nào lấy mẫu gì comment ngay số điện thoại vào đây nha. 1 phút nữa em bán hàng nha. Em mà bán hàng là không được đặt với giá là 25k nữa đâu ạ. Mỗi sản phẩm này em sẽ chỉ xả khoảng 50 chiếc thôi. Vậy nên là sẽ có những người mà chia sẻ thiếu thì sẽ không được mua. Nên là chị nào mà chia sẻ thiếu thì mọi người có thể đặt hàng bên nhà em là lần sau nhá, hoặc là tham gia lần sau bên nhà em nha. Bây giờ em chuẩn bị bán hàng đây, các chị ngắm cho em những mẫu này đi nào. Nào chị nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em để nhân viên của em là em kiểm tra và chốt đơn luôn cho các chị nha. Ok chị Nguyễn Hương nha, 30 nhóm miễn ship luôn chị ơi, 30 nhóm miễn ship luôn nha. Nào các chị ơi ngắm cho em mẫu này nào, 1 phút nữa em bán đi ạ. 5 người cuối cùng nha. Ok Vũ Hà My nào, Hiệp Jimmy thứ hai nha, 3 tuổi ok luôn chị ơi, đầy đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Nguyễn Trà My tiếp theo luôn này. Nào còn chị nào lấy mẫu gì nữa không ạ? Comment số điện thoại vào đây luôn cho em nha, chuẩn bị bán hàng đây. Các chị ơi ngắm cho em những mẫu này đi nào, 1 phút nữa em là bán hàng rồi, không được chốt nữa đâu. Bây giờ là quá thời gian rồi ạ. Bây giờ là quá tận mấy phút rồi đây này. Hết 15 phút rồi các chị ơi. Bây giờ là chị nào mà đã chia sẻ bài rồi thì đợi em kiểm tra được chia sẻ luôn nhá.
Bây giờ là nhân viên của em sẽ kiểm tra được các chị. Ai mà đã chia sẻ rồi thì em sẽ nhắn tin chốt luôn nha. Nào ngày hôm nay em xả bộ bò caro và áo bò đồng giá là 130.000 nha. Xả toàn bộ sản phẩm giá là 130.000. Các chị đặt luôn cho em ngay bây giờ nào, 30 người đầu tiên nha. 30 người đầu tiên chốt với áo với giá là 130.000 nào, áo bò lông nha. Áo bò lông sale trong hôm nay là 130.000, có size từ 7 cân đến 28 cân. 7 cân vừa chị Đinh Thị Diến nhá. 7 cân vừa chị ơi, 130 một áo, chị để lại địa chỉ số điện thoại nhá. 130.000 một áo bò lót lông có size từ 7 cân đến 28 cân. Bộ bò caro hai màu 7 đến 18 cân 130 nha. Bộ bò caro hai màu 130 nào, chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Hồng Liên ơi, áo bò lông 130 chị ơi, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nhá. Áo bò lót lông xanh xám 7 đến 28 cân mặc vừa 130 nha. Lót lông 100% nha. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại luôn nào. 130 một áo chị ơi, mọi người comment luôn số điện thoại và địa chỉ luôn ở đây để em chốt luôn nha. Chỉ chốt được cho 30 người thôi ạ. Đặt luôn để lại địa chỉ số điện thoại nha. 130.000 chị ơi. Chị Bùi Mà Bôi, áo này là 130.000 một áo nhá. Chị lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 ạ. Dành cho chị nào đặt hàng để lại địa chỉ luôn đây nào. Bây giờ chị nào comment 25k nữa là em sẽ hủy đơn và không kiểm tra đâu nhá. Mọi người đừng comment nữa ạ. Nào, bộ bò caro 130 7 đến 18 cân nha. Bộ bò caro hai màu 130.000 7 đến 18 cân nào. Bây giờ chị nào đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ luôn cho em nha. Quần không lót lông chị ơi, ok chị Kim Lợi nhá, 130 một áo chị ơi. Mọi người anh nghe rõ cho em này, em đã dừng bán với giá là 25k rồi. Bây giờ chị nào mua hàng thì comment vào đây nhá. Tất cả những comment không liên quan hủy luôn. Nào chị Trịnh Ngọc Lâm để lại địa chỉ luôn cho em nha. Áo bò 130 nào, ok chị Nguyễn Thị Dung Dung để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị lấy màu gì nhở? Hoa Đà Lạt để lại địa chỉ luôn cho em nha. 130.000 một áo chị ơi, Hoa Đà Lạt và chị Dung Dung để lại địa chỉ nhá. Áo bò lông xanh xám nào, ok chị Mộc Lucky để lại địa chỉ luôn nha. 130.000 một áo nào, chị nào chốt trước thì để lại địa chỉ số điện thoại luôn nào. Lưỡng Thu để lại địa chỉ nha. Bây giờ không có địa chỉ không cho đơn ở đâu chị ơi. Nga Nguyễn và Quỳnh Nguyễn để lại địa chỉ luôn nào. Bổ sung ngay địa chỉ luôn cho em nha, nếu không có địa chỉ không cho đơn đâu ạ. Bộ bò caro xanh xám 130.000 nào, ok cho đơn chị Nguyễn Duy Khai nha. Nguyễn Duy Khoa nha. 130.000 một bộ này chị ơi, có từ 7 đến 18 cân nhá. 40 bao nhiêu cân chị ơi? 13 cân vừa chị Thu Hồng ơi. 7 cân đến 18 cân là mặc vừa nha. Bộ bò caro xanh xám 130 nha. Chi Nguyễn để lại địa chỉ, Như Quỳnh Phạm để lại địa chỉ nha. Chị nào mà đặt hàng bên nhà em thì bổ sung ngay địa chỉ vào đây luôn nha. 130.000 một bộ có từ 7 đến 18 cân nhá. 23 cân vừa áo chị ơi, 130 một áo nha. 23 cân mặc vừa áo nào, Tuyết Nguyễn để lại địa chỉ nào. 130.000 một áo, em có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nha. Áo bò này em chỉ chốt được cho 30 người thôi, chị nào lấy nhanh comment luôn nhá. 7 đến 28 cân vừa nào, Tuyết Nguyễn để lại địa chỉ luôn nào. Tuyết Nguyễn này, nhiều lắm, các chị đặt hàng để lại địa chỉ luôn cho em đi ạ. Nguyễn Thị Tươi để lại địa chỉ nha, 130 một áo nha. 130.000 một áo nào, bộ bò Gucci nhá. Bộ bò Gucci giá là 150.000 một bộ nha. Gucci 150.000 một bộ 7 cân đến 28 cân nào. Nguyễn Thị Tươi để lại địa chỉ, phí ship toàn quốc 30 nhá. Đơn hàng nào mà trên 500.000 sẽ được miễn ship nha. Các chị ơi đặt hàng ngay cho em mẫu này nào, ok Mộc Lucky nha. Ship Nha Trang 30 chị ơi, ok chị Nhì Đoàn luôn nhá. 150.000 một bộ bò Gucci màu xám này 7 đến 28 cân nha. Chị nào không thích mẫu caro kia thì có thể lấy bộ bò Gucci xám được cho em nhá, 150 nha. Ok Lường Thu nha, bé trai bé gái đều mặc đẹp ạ. Gucci xanh xám, Gucci xanh chỉ còn từ 7 đến 15 cân thôi nhá. Xanh như thế này chỉ còn từ 7 đến 15 cân thôi, nếu mà lớn hơn 15 cân lấy sang xám nha. Ok chốt Chi Nguyễn nha. Cô Quyết ơi, chị Quyết ơi, áo bò 8 cân có này, 130 một áo nha. 130 nha. Nguyễn Thị Tươi set bò 150 ạ. Set bò như là con canh nhà em đang mặc là 150.000 một set nhá. 150.000 một set bò Gucci nha, 7 cân đến 28 cân nha. Ok Mộc Lucky nhá, em bên ship bên Viettel ạ. Ok Mai Ca lấy bộ bò 150 để là địa chỉ số điện thoại nào. 150.000 một bộ bò nha. Tuyết Nguyễn để lại địa chỉ luôn nào. Áo jean 130 chị ơi. Áo jean 130 nha. Chị Sương Ca lấy cái gì chị ơi? 150.000 một bộ này nhá. Mọi người nghe rõ giá cho em nha. Bộ bò Gucci màu xám này là 150.000 một bộ, có size từ 7 cân đến 28 cân nha. Mai Ca để lại địa chỉ số điện thoại nào. 8 cân mặc cái này luôn chị ơi. Nhầm, 8 cân mặc size nhỏ hơn như này một chút nha. 130.000 một áo nha. Chị nào lấy cái này để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi ạ. Bây giờ nếu mà không có địa chỉ thì em sẽ không chốt ở đơn đâu, nên là các chị comment luôn cho em nhá. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 7 cân đến 28 cân nha. Hồng Anh Trần để lại địa chỉ luôn nào. Hồng Anh Trần để lại địa chỉ luôn nha, 130 một áo nha.
130.000 một áo bò lông, em có hai màu xanh xám luôn ạ. Quần bò túi hộp 110 nha, Mai Ca để lại địa chỉ số điện thoại nào. Không có áo phao nhá. Quần bò túi hộp 110.000, 7 đến 28 cân nha. Áo khoác cho trẻ lớp 1. Áo nhiều hết rồi. Áo khoác cho bé lớp 1 mặc vừa đấy chị ơi. Áo này là có từ 7 đến 28 cân 130 nhá. Bộ bò xám 150 chị Lê Vi ơi. Ốc Hương ơi, 11 cân vừa này. Quách Thanh Thu và Lê Vi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Quách Thanh Thu, chị Lê Vi để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. 150.000 một bộ bò nha ngứa. 150.000 một bộ bò vu xì nha. Chị Mai Ca ơi, ok inbox em vậy thì em chốt nhá. Inbox em vậy, em chốt luôn nha. Bộ bò vu xì màu xám này em có size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân ạ. À. Áo bò 19 cân mặc size size 5 chị ơi, áo bò 19 cân mặc size 5. Ok chị Nga Nguyễn nha. Hương Liên ơi, 19 cân mặc size 5 ạ. À. 19 cân mặc size 5 nha. Chị nào lấy cái áo bò này để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò hôm nay em sale rẻ lắm luôn đây này. Quần bò túi hộp 110 chị ơi. Quần bò túi hộp 110.000 nha. Chốt Nguyễn Thị Tươi nha. Ok chị Lê Thu Trang để lại địa chỉ số điện thoại nhá. Lê Thu Trang để lại địa chỉ số điện thoại. Trang Trần để lại địa chỉ số điện thoại nha. Nguyễn Thị Tươi chốt nha. Lớp 1 bao nhiêu cân chị ơi, ghi rõ bao nhiêu cân nha. Em không biết là bao nhiêu cân đâu. Áo bò này em có size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân. Giá là 130.000 một áo nha. Zara chị Zara để lại địa chỉ nào. Màu xám đúng không ạ? Cho em xin địa chỉ luôn, em chốt đơn luôn nha. 110 nha. Bé trai bé gái đều mặc vừa. Ok chốt Quỳnh Nguyễn này. Quỳnh Nguyễn này, 110.000 một quần bò như thế này nha, em có sẵn. Cô xì 150 chị ơi, bộ jean có co giãn nhá. Khánh Hoa em có 23 cân nha. Quần bò 110.000 một quần, cái bộ cô xì đây. Cô xì 150.000, 7 cân đến 28 cân. Cẩm Nhung để lại địa chỉ luôn nào. Trang Trần để lại địa chỉ, chốt Nguyễn Thị Tươi rồi nha. Cẩm Nhung và Trang Trần để lại địa chỉ nào. Thông Nguyễn ơi, bộ jean này có co giãn nhẹ nhá. Nguyễn Linh Sâm để lại địa chỉ cho em chị ơi. Nguyễn Linh Sâm và chị Zara để lại địa chỉ luôn nha. Các chị ơi, nếu không có địa chỉ không cho đơn ở đâu, bởi vì đơn nhà em một ngày rất là nhiều nhá. Nếu mà mọi người không cho địa chỉ em không thể gửi hàng được đâu ạ. Ok chị Ngọc Phạm ơi, em gọi cái gì chị ạ? Chị đặt cái gì đây? Nào, chị nào lấy bộ Gucci này để lại địa chỉ số điện thoại nào. 150 một bộ nha. Set bò là 150 chị Nguyễn Thị Tươi nhá. Set bò này là 150.000, có size từ 7 đến 28 cân nha. Heo con VTT để lại địa chỉ số điện thoại nào. 30 cân không có đâu nhá. Quần bò này bán lẻ 110.000 nha. Ok chị Nguyễn Thị Tươi nhá. Cẩm Nhung ơi, inbox em luôn đi, tại vì là nhiều khách lắm chị ơi, inbox em luôn để em cho đơn luôn chị nhá. Quần bò túi hộp 110.000 nha, 7 đến 28 cân nào. Áo bò và quần bò là 22 cân. Ok chị Khánh Phan ơi, áo bò 130, quần bò 110 nhá. Khánh Phan lấy cả áo và quần là 240 để lại địa chỉ số điện thoại nha. Quách Thanh Thu để lại địa chỉ luôn nha. Quách Thanh Thu để lại địa chỉ cho đơn Nguyễn Linh Sâm nhá. Chị Khánh Phan ơi, áo là 130, quần 110. Chị Quýt ơi, lấy quần bò túi hộp để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Quýt lấy quần bò túi hộp để lại địa chỉ số điện thoại nha. Cho anh xem áo khoác bò. Áo khoác bò 130.000 anh ơi. Áo khoác bò xanh xám là 130.000. Ok em chốt chị Trang Trần nha. Chị Quýt và chị nào đấy đặt hàng áo gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Mọi người ơi, nếu mà không tự động bổ sung địa chỉ số điện thoại cho em không chốt ở đâu nhá. Cả set bò 21 cân. Ok chị Vương Phương nha. Vương Phương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đúng rồi chị ơi, 500.000 miễn phí ship nhá. Chị heo con vịt ơi, 9 cân á. 9 cân canh mạng luôn đây này chị ơi. Xem cho em con canh mạng này, con canh đang mặc size 9 cân nhá. 130.000 một áo này nào. Chị viết cho em xin địa chỉ nha. Vương Phương ơi, 21 cân là vừa đấy chị ạ. Chị Hương Liên ơi, ok nha, để lại số điện thoại nha. Hương Liên để lại địa chỉ số điện thoại nào. Đơn hàng của chị nào trên 500.000 sẽ được miễn ship nha. 9 cân con canh đang mặc đây chị ơi, size bé nhất nha. Chị công tử họ bé, à anh ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 7 tuổi và 5 tuổi bao nhiêu cân nhỉ? Anh để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Ok chị Quýt inbox em nha. Vương Phương để lại địa chỉ luôn nào. Ok Nguyễn Trà My lấy áo khoác bò xanh 130. Chị ấy ơi để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em nào. Cô xì này em có size từ 7 cân đến 28 cân nha. Nếu mà mình là 9 cân ấy, thì mặc luôn bộ này nhá. Size này là size 2, size bé nhá. 150.000 một bộ như thế này rất là đẹp luôn nha. 35 cân không vừa đâu chị ơi. Xem kỹ màu á, màu này á. 130.000 nha. Vương Phương để lại địa chỉ nào. Áo 130 chị Ngọc Ánh ơi. Áo 130.000, 7 cân đến 28 cân nha. Ok chị Nguyễn Linh Sâm thêm một áo bỏ xám này. Ship toàn quốc 30 chị ơi. Đối với đơn hàng trên 500.000 sẽ miễn ship nhá. Vương Phương để lại địa chỉ nha. Nguyễn Sơn Tùng ơi, em ship 30. Ok chị công anh ơi, anh để lại địa chỉ số điện thoại nào. Anh công tử gì để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nha. Size bé nhất cả hai màu á.
size bé nhất của cái gì chị ơi? Bây giờ em đang like không lấy được đâu chị ạ. Mọi người thông cảm là khi mà em đang like thì em chỉ cầm được mẫu ở trên tay thôi, không thể lấy size cho các chị xem ở đâu nhá. Hương Liên ok chốt nha. Lê Vi ơi, bộ bò 150.000 chị ạ. Bò Gucci xám 150.000 nha. Chị Nguyễn Trà My ok nha. Để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò 20 cân Đỗ Quyên, để lại địa chỉ số điện thoại nha. 150 một bộ chị ơi. Đỗ Quyên, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Size 2 nhỏ nhất là size này chị ơi, size nhỏ nhất là size này nhá. Set bộ có màu xanh chị ơi, nhưng mà màu xanh chỉ có từ 7 đến 15 cân thôi. Ok chị Tuyên Phạm nha. Tuyên Phạm, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Tuyên Phạm, để lại địa chỉ số điện thoại nha. 150 một bộ này, size nhỏ nhất là size này luôn chị ơi. Quần bò kiểu khác em có quần bò kẻ sọc nhá. Quần bò kẻ sọc xanh xám 110.000 một quần nha. Bộ Gucci có màu xanh nữa chị ơi, màu xanh chỉ còn từ 7 đến 15 cân thôi. Gucci vẫn còn màu xanh nhưng mà chỉ còn từ 7 đến 15 cân nhá. Màu xanh Gucci 7 đến 15 cân. Uyên Trần, để lại địa chỉ ok chốt anh nha. Ăn trước chốt anh công tử nha. Quách Thanh Thu ok em chốt nha. Bộ caro ok chị Phương Liên chờ nhá. Nhung Trịnh ơi, xỉ thì inbox chị ạ. Xỉ inbox em nha. Chị Nguyễn Thị Dung Dung, để lại địa chỉ nào, bán áo riêng á. Em bán áo bò riêng thôi chứ còn áo kia không bán riêng đâu nhá. Chị có thể mua về và vứt tí quần đi. 150.000 một bộ nha. Chị Dung Dung, để lại địa chỉ nào, xỉ thì inbox em nhá. Bộ bò caro là 130 chị ơi. Quần bò này là quần bò kẻ sọc kiểu khác này. Chị Vương Vương em chốt rồi chị ạ. Dung Dung, để lại địa chỉ nha. Quần bò rách không có đâu chị ơi. Nhiều người người ta không thích quần bò rách đâu, nên là em cũng không nhập về em bán ạ. Quần hộp 20 cân mặc vừa chị Mai Ca ơi. Bây giờ em đang like không lấy được đâu ạ. Uyên Trần ok chốt nha. Công tử họ bá chốt nha. Ok chốt chị Tuyên Phan nha. Bộ bò caro này là hai màu xanh xám. Em có từ 7 cân đến 18 cân nhá. Màu xanh màu xám 130.000 nha. Bộ bò caro này thì rẻ hơn là cái bộ Gucci nhá. Mọi người có thể mua bộ bò này này. 130.000 nha. Cảm ơn anh nhá. Ok em biết rồi ạ. 29 cân á. 29 cân thì không vừa đâu chị ơi. 29 cân phải dưới 1m3 thì mới vừa chị ạ. Dưới 1m3 vừa, nhưng mà 29 cân thì thôi mua làm gì, mặc nó kích chị ạ. Quần yếm 10. Chị nào đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Mọi người yên tâm là cái quần túi hộp này em có size cho các chị luôn nhá. 20 cân cũng có luôn ạ. Ok chị Nguyễn Sơn Tùng cho em xin địa chỉ nào. Dung Dung inbox em nha. Bộ caro không có 24 cân đâu chị ơi. 24 cân mặc được duy nhất một bộ Gucci xám thôi nhá. 24 cân thì chỉ còn mỗi Gucci xám nên thôi. 150 một bộ nha. Nguyễn Sơn Tùng, để lại địa chỉ cho em luôn nào. 22 cân 1 mét vừa chị ơi. Chị Tuyên Phan lên 1 mét vừa nhá. Áo khoác bò inbox em chị Thanh Huyền ơi, em không báo giá gì trên này nhá. Mộc Lucky ok, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Mộc Lucky nha. Lê Vi lấy bộ bò kẻ caro, để lại địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Bộ xanh hơn 7 cân có chị ơi. Bộ xanh nào nhỉ? Xanh 150 à? Bộ này có hơn 7 cân nha, chị lấy để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo phao mình, áo phao hết chị ơi, áo phao hết rồi. Chị Mộc Lucky, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò Gucci màu xanh này em có size từ 7 cân đến 15 cân, giá là 150 nha. Bé nhà mình 7 cân là mặc vừa đấy ạ. Là em nói bộ nào vừa. Chị Tiên Phạm đây bao nhiêu cân nhỉ? Bao nhiêu cân em không nhớ đâu, chị ghi rõ ra đây đi. Tại vì nhiều comment em không nhớ đâu ạ. Quần bò kẻ, à quần bò túi hộp này là 110.000 nha. Chị Lê Vi, để lại địa chỉ cho em luôn nào. Lê Vi, để lại địa chỉ em cho đơn luôn nha. Quần bò túi hộp 110. Tâm Vân, để lại địa chỉ luôn cho em nhá. Áo phao hết rồi chị ơi. Ok em chốt đơn chị Nguyễn Sơn Tùng nha. Em chốt luôn nha. Quần bò hoặc bộ 35 cân, em không có bộ nào cho bé 35 cân đâu chị ạ. Karina Nguyễn lấy Gucci 15 cân. Chị ơi lấy màu gì ghi rõ ra nha, để lại địa chỉ số điện thoại nha. Karina Nguyễn, để lại địa chỉ số điện thoại nào. 150 một bộ chị ơi. 150 một bộ nha. Mọi người cho em xin luôn địa chỉ số điện thoại đây, em chốt đơn luôn nha. Bộ bò Gucci xanh xám 150.000, 7 đến bộ jean 12 cân vừa hết cả hai chị ơi. Nhung Tuyết lên 12 cân vừa hết cả hai nha. Có loại 150 và loại 130, chị lấy loại nào ghi rõ vào đây luôn cho em nhá. 150.000 một bộ Gucci màu xanh này nha. 22 cân ok, để lại địa chỉ số điện thoại. À chị Tuyên Phan ơi, 22 cân không vừa caro đâu. Caro chỉ còn đến 18 cân cả hai màu thôi. 22 cân thì chỉ mặc được Gucci này chị ạ. 22 cân thì lấy Gucci nhá, 150 nhá. Tâm Văn ơi, để lại địa chỉ luôn cho em đi nào. Chị nào đặt hàng lấy mẫu gì thì để lại địa chỉ số điện thoại nha. Bộ bò caro là 130, bộ bò Gucci 150 nha. Gucci 150, caro 130 nào. Tuyên Phan ơi, 1m vừa đấy chị ạ, 1m vừa đấy nhá. Cái bộ này size lớn nhất là 28 cân thì dưới 1m3 vừa nha. 11 cân bộ nào cũng vừa chị ơi, 35 cân không có đâu, mọi người đừng hỏi 35 cân nữa nhá.
11 cân thì bộ nào cũng vừa chị ạ? À? Em có loại 130 và loại 150 thì lấy loại nào nhỉ? Có size cho các bé đầy đủ luôn nha, 11 cân là vừa vừa luôn nha, 7 đến 15 cân là tất cả đều vừa nha. Chị nào thích bộ bò thì comment luôn vào đây luôn cho em ạ. Nếu mà chị Tâm Vân ơi để lại địa chỉ là Lê Vi để lại địa chỉ luôn cho em nha. Lê Vi cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn đi nào. Áo bò lông 130.000 một áo nhá. Chị Vương Huỳnh ok nha. Chị nào lấy mẫu này áo bò lông này thì comment luôn địa chỉ số điện thoại này, em chỉ chốt trên like thôi nhá. Ok chị Lê Đức Hoàng nha. Lê Đức Hoàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. 130.000 là cái này chị ơi. Bộ này là 130 nha, chỉ còn từ 7 đến 18 cân thôi. Bộ bò caro 130.000. Bộ sọc caro 22 cân. Không vừa chị ơi, em đã bảo rồi là 22 cân thì chỉ vừa duy nhất một mẫu, đó là mẫu vu xì màu xám. Chấm hết. Chị Lê Bảo Hoàng ơi, à Lê Đức Hoàng ơi, cái bộ này là 150.000 nhá. Màu xanh là từ 7 đến 15, màu xám là 7 đến 28 cân nha. Còn caro chỉ còn duy nhất cả hai màu đều còn mỗi đến size 18 cân nhá. 22 cân chỉ đạt được cái bộ vu xì thôi ạ. Sao em ở Hà Nội chứ em bán on nhá, không có cửa hàng nhá. Ok chị Anh Khôi Nguyễn để là địa chỉ số điện thoại. Chị Mộc Lucky ok lấy quần túi hộp 110 nha. Anh Khôi Nguyễn lấy áo bò lông màu gì nhỉ? Anh Khôi Nguyễn lấy áo bò lông màu gì để là địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò lót lông xanh xám 130, ok em chốt chị Lê Vi nhá. Áo bò lót lông này là có mũ nha, 130.000 một áo ạ. Các chị để lại địa chỉ số điện thoại nào. Mộc Lucky để lại địa chỉ số điện thoại nha. 25 cân lấy bộ xám Gucci chị ơi. 25 cân lấy bộ xám Gucci nhá. Chị heo con ơi, 25 cân lấy bộ xám Gucci nha. Anh Khôi Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok em chốt chị Lê Vi nha. 130.000 một áo bò chị ơi. 130.000 một áo bò lông nha. Chị Anh Khôi Nguyễn để lại địa chỉ nào. 150.000 một set bò Gucci ạ. Size từ 7 cân đến 28 cân nha Gucci nha. Lê Đức Hoàng ok nhá, cho em xin địa chỉ anh ơi. Anh cho em xin địa chỉ luôn nào. Áo bò lông xanh xám là 130.000 một áo nha. Mộc Lucky ok luôn ạ. Chị An Khang ơi để lại địa chỉ nào. An Khang để lại địa chỉ cho em nhá. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Chị nào lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nào. 15 cân thì lấy Gucci xám chị nhá. 15 cân lấy Gucci xám đi ạ. Ship tỉnh 30 chị ơi, đơn hàng trên 500.000 miễn ship nhá. Ok anh ơi inbox em nha. Có bộ có lông, cả bộ có lông à? Cả bộ có lông sẽ là 240.000 chị ơi, đây nhá, em sẽ giơ bộ có lông cho các chị xem nhá. Áo bò lông 130.000, nó không phải là một bộ đâu, nó là lẻ đấy. Nhưng mà nếu mà mình mua về một set như thế này mà cũng xinh nhá. Áo 130, quần 110, cả set sẽ như này nha. Cả set bò lót lông là 240.000, có màu xanh, màu xám nhá. Chị Thúy Nguyễn ơi, bộ bò caro. Chị ơi, đấy là bộ bò, chị ơi, không phải là giả bò nhá, nó là bò hoàn toàn nhá. Nó là bò, nó là bộ thu đông chị ạ. Bộ bò lông là 240.000 chị Dung Nguyễn nhá. Bộ bò 12 cân, ok chị An Khang để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị An Khang để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Lấy bộ 150 hay là 130 comment luôn vào đây cho em nha. Set này là 240.000 chị Dung ơi. Set áo bò màu xanh và quần bò này này, 110.000 một quần, áo bò 130 nha. Set là 240.000 nào. Ok anh nha, thêm một bộ màu xanh nhá, cảm ơn anh nhá. Mẫu khác à? Đây ạ, có cả màu xám đây này, có cả màu xám đây nhá. Màu xám bao nhiêu? Màu xám là từ màu xám của set nào chị ơi? Màu xám của set 240 hay là 150 nhỉ? Bộ bên nhà em tất cả đều dành cho cả trai cả gái đấy ạ. Màu xám đây nhá, màu xám đây là 240.000 canh đang mặc này. Canh đang mặc là 240.000 màu xám nha. Đây ạ. Áo 130, quần 110 đây nhá, cả set mặc rất xinh luôn. Cả set là 240 nha, mấy nữa mùa lạnh là mặc một set này là đẹp rồi ạ. Nếu mà lấy cái set mỏng như thế này này, set 150 Gucci đây nhá, Gucci 150 nhá. Bộ màu xám jean này là chị Hồng ơi, em có loại này là loại 150, còn loại này là loại 240 nhá. Cái loại lót lông này là 240 nha, bao gồm một áo bò lông cộng một quần bò nha. 240.000 ạ, cả hai cái mẫu em đang cầm trên tay đều có từ 7 đến 28 cân nha, ok anh nhá. Set Gucci 9 cân là size 2 chị heo con ơi.
Cu xì 9 cân mặc size 2, heo con vịt nhớ 150 nha. Ok chị Trung tí em chốt nha. Đồ bên nhà em tất cả đều dành cho cả trai và gái mà chị ơi. Nếu mà con gái thì có thể mua caro nhá. Con gái có thể mua bộ này nhá. Bộ nào cũng là dành cho cả trai cả gái chị ạ. Xám nào 150.000, ok chị Nguyễn Hồng nha. Chị Nguyễn Hồng lấy cái set 150 này để là địa chỉ xuống hạ cho em luôn nào. 150.000 một set nha. Ok em chốt chị Yến Hiếu nhá. Đồ bên nhà em trai gái đều mặc được chị ạ. 150.000 một set bò cu xì như thế này nha. Để là địa chỉ xuống hạ nào, 7 đến 28 cân này. Set caro này thì con gái cũng mặc được nhá. Màu xanh, màu xám còn từ 7 đến 18 cân 130 nha. Đồ bên nhà em trai gái được mặc được hết chị ơi. Chị Hồng ơi để lại địa chỉ xuống thoại nào. Áo kaki màu xanh màu đỏ 120 ạ. Kaki xanh đỏ đây là loại mỏng nha. Đây là cái loại mỏng, đây là kể cả những ai mà ở ngoài miền Nam, ngoài Sài Gòn vẫn mặc được nhá. Áo này là 120.000 có từ 7 đến 15 cân nha. Một áo nha, 7 đến 15 cân hai màu. Không chị ơi, 35 cân không vừa đâu ạ. Chị nào đặt hàng thiếu thông tin gì thì bổ sung luôn địa chỉ và số điện thoại vào đây tương cho em nha. 120.000 một áo chị ơi, áo khoác kaki đây nhá, dáng bomber rất là đẹp luôn ạ. Ok chị Nhung Tuyết nha, 12 cân màu gì nhỉ? Chị Nhung Tuyết lấy màu xanh hay là màu xám để lại địa chỉ số điện thoại nào. Sọc caro 18 cân 130 chị ơi. 130 nha, quần ống rộng không có nha. Sọc caro này 18 cân là 130.000 cả hai màu nhá. Quần ống rộng không có chị ơi. Set Gucci màu xám này là 150 ạ, 7 đến 28 cân nha. Gucci xám 150 nha. Chị ơi set bò đây ạ, set bò xanh xám 150 nhá. Nhung Tuyết để lại địa chỉ luôn cho em nha. Nhung Tuyết để lại địa chỉ. Tuyên Phan ơi có lấy set caro không? 18 cân vừa đấy chị ạ. 130.000 một set caro, còn Gucci là 150 nhá. Gucci là 150.000 ạ. Áo bò 29 cân thì nó mặc hơi kích chị ạ, thôi đừng mua. Em chỉ quán từ 7 đến 28 cân thôi, mọi người mua rộng, mua nó bị chật đấy, lại đổi lại bất công. Set này là 150.000 một set ạ, có size từ 7 đến 28 cân ạ. Áo ở đùi em ạ, ok đấy. Áo này là áo bò lông anh ơi. Áo này áo bò lông chị ơi. Ok chị heo con online để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Yến Trần ơi, tất nhiên là có size to hơn rồi. Size này là size bé nha. Size này là size bé nhất. Còn cái size to hơn là 28 cân vẫn vừa chị ạ. Yên tâm nhá. Mỗi cân nặng thì em sẽ có một cái size riêng và em sẽ gửi đúng size cho các chị nha. Mọi người đặt hàng bên nhà em chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại và em sẽ gửi đến đúng nhà luôn. Nếu mà không vừa thì có thể trả lại em nhé, không cần phải nhận hàng. Size to đến 28 cân chị ơi, size to đến 28 cân nha. Bé nhà mình bao nhiêu cân nhỉ? Bé nhà mình mà dưới 28 cân là mặc đẹp nha. Khoác bò 130 chị ơi. Quần bò của bộ sọc caro á. Bé đây chị ơi, quần bò của bộ sọc caro đây nhá. Nó hơi có một tí rách rách một chút này. Trần Liên ơi, set nam người mẫu mặc là 100. Set này á, con này à chị ơi, con này là 240 nhá. Nó là áo bò lông cùng quần bò nhá. Chị Lê Liễu ơi, áo bò 130 chị ạ. Nếu mà chị nào muốn mua set như là con canh nháy đang mặc cái này, là bao gồm một áo bò lông cộng quần bò thì nó sẽ là 240.000 cả set nha. Áo cộng quần bò như thế này là 240.000 cả set luôn nhá. Mặc cực kỳ xinh luôn, đỡ phải lo phối đồ này. 240.000 nha. Mua lẻ em vẫn bán là 130 một áo, 110 một quần nhá. Chị Ngọc ơi có nhá. Em có bán lẻ mà chị ơi. Áo này là 130.000 nha. Chị Lê Liễu ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám em có cho các bé từ 7 cân đến 28 cân ạ. Ok em chốt đơn chị heo con online nha. Áo 130 chị ơi, có size từ 7 đến 28 cân nhá. Áo bò vậy lấy cho chị. Dạ vâng ạ, ok chị Tuyên Phạm nhá. Áo bò thì size thế nào? Áo bò em có size từ 7 cân đến 28 cân. Nói chung là mọi người cứ yên tâm, em ship đến tận nhà cho thì nhận hàng cho em nhá. Không vừa trả lại cho em luôn. Ok chị Tuyên Phan nha. 8 cân mặc cái màu này được chị ơi. 130.000 một áo, 8 cân mặc được cả hai màu luôn chị ơi. Dáng bên nhà em là trai gái đều mặc được hết, mọi người yên tâm nha. Chị Lê Liễu ơi 20 cân vừa chị ạ. Bò lót lông 8 cân mặc đẹp, rất đẹp chị ơi. Để lại địa chỉ số điện thoại cho em nào. 130 một áo nha.
Mẫu này là em bán dành cho cả bé trai và bé gái, mọi người yên tâm nhá. Áo bò lót lông màu xanh màu xám 130.000 này. Ai lấy cái mẫu áo bò lót lông này để lại địa chỉ xuống thoại cho em luôn nha. Chị Thanh Ngoan Mùi ơi, 8 cân vừa chị ạ. Chị để lại địa chỉ xuống thoại nào. Heo con online để lại địa chỉ nha. Khoác xanh 130 chị ơi. Khoác xanh khoác xám 130.000 nha, 7 đến 28 cân nha. Chị nào mà có đơn hàng trên 500.000 thì sẽ được miễn ship toàn bộ nhá. 130.000 một áo đây ạ. Màu xanh. Ok nha, chị Lê Liễu để lại địa chỉ nào. Quần bò 110 chị ơi, quần bò 110 nha. Quần bò mặc cùng với áo là 110 nhá. Có bé màu bé, có mẫu bé 11 cân, 11 cân mặc đẹp chị ơi. Đồ bên nhà em nói chung là 7 28 cân mặc đẹp cực kỳ luôn ạ. À. Ship toàn quốc 30, đơn hàng trên 500 miễn ship nha. Phí ship code toàn 30 30.000 nha. Bò có size 10 cân. Chị ơi 10 cân mặc size như canh mặc nhá. 10 cân mặc size như canh mặc luôn, 130 một áo chị ơi. 130 một áo nha, lấy không để lại địa chỉ xuống thoại nào. Em chỉ chốt cho ai để lại địa chỉ xuống thoại thôi, mọi người comment nhanh cho em luôn đi nào. Áo khoác bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Chị xem Kenny lấy thì để lại địa chỉ xuống thoại cho em luôn nào. Chị Tuyết Lưu ơi để lại địa chỉ xuống thoại nào. Áo bò lông xanh xám 130.000 ạ. Em có size từ 7 đến 28 cân nha. Bé trai bé gái đều mặc được hết nha. Áo khoác kaki 120 chị ơi. Khoác kaki 120 màu xanh màu đỏ nha. Chị lấy hai cái bé 8 cân. Không chị ơi, em không giảm đâu, em không bớt ở đâu. Đơn hàng bên nhà em mọi người đã mua là khi mà các chị mua trên live là đã rất là rẻ rồi ạ. Em bán trên live là giá rẻ nhất rồi nhá. Còn nếu mà các chị mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc là inbox cho em thì sẽ không có giá này đâu ạ. Chị xem Candy để lại địa chỉ xuống thoại cho em nào. Áo bò à, áo kaki màu xanh màu đỏ này là 120 nha. Kaki xanh đỏ 120.000 rất đẹp nha. 7 đến 15 cân ạ, 7 đến 16 cân nhá. Chị Thanh Ngoan Mùi bò lót lông 130. Cái áo này bên trong không lót lông đâu nha, áo này bên trong là lót lót gió nha. Áo này là lót lông này, nếu mà chị mua lót lông thì chỉ có mỗi hàng bò thôi ạ. Sen Candy để lại địa chỉ nào, mua lót lông chỉ có mỗi hàng bò thôi nha. Áo bò 130 nhá. Cho em xin địa chỉ luôn chị ơi, bé nhà mình là từ 7 cân đến 28 cân là mặc đẹp đấy ạ, không cần phải ấy đâu. Nếu mà em ship đến mọi người nhận hàng cho em kiểm tra hàng không ưng thì trả lại cũng được ạ. Quần jean 8 cân vừa chị ơi, 110 nhá. Quần jean 110.000 8 cân vừa nha. Ok Tiên Phan nhá. Chị ơi chị đặt cái gì mà em giao hàng cho chị ơi. Đơn hàng nào mà em giao thì em cũng có nhắn tin trước nha. Nếu mà không nhắn tin trước lại thì có thể bị sót đơn hoặc là không giao hàng nhá. Quần bò túi hồng 110. Ok chị Lê Liễu nha, để lại địa chỉ nào. Áo da 6 hết. Quần không lót lông chị ơi, em chỉ có quần thường thôi, quần bò thường nhá. Áo khoác kaki màu xanh ok chị Ngọc nha. Chị Ngọc để lại địa chỉ xuống thoại nào. Ok chị Tuyên Phan nhá. Áo jean lót lông có 16 cân chị ơi. Áo em có cho bé từ 7 đến 28 cân 130 nha. Áo kaki thì là 120, áo bò lông 130 nhá. Chị Ngọc ơi lấy áo kaki màu xanh 15 cân để lại địa chỉ xuống thoại nào. Quần cho bé 110 chị ơi. Quần 110 nha, túi hộp nha, có loại đây. Loại kẻ sọc 110. Chị Nguyễn Vân ơi có địa chỉ xuống thoại nào, có 16 cân nha. Đặt hàng mẫu gì để đặt địa chỉ xuống thoại luôn cho em đi ạ. Quần bò kẻ sọc 110.000 một quần, 7 cân đến 28 cân nha. Ok vậy em chốt luôn nhá. Cảm ơn chị Phượng Trần nha, lần sau kiểm tra hàng à nhầm, lần sau ủng hộ giúp em tiếp nha. Ok chị Sen Candy này, được kiểm tra hàng trước khi nhận chị ơi, không ưng trả lại luôn, không cần lấy hàng nhá. Quần bò có loại kẻ sọc và có loại túi hộp độc. Có loại túi hộp, tất cả đồng giá là 110.000 nha. Đặt hàng mẫu gì thì để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ cho em luôn đi ạ.
Chị ơi, chị có thể chủ động inbox lại cho em nhé. Ờ, vâng ạ, ok nhá. Thực ra là áo khoác thì em từ xưa đến nay vẫn lấy nó rộng hơn, nên là chị không lo bị vừa, bị chật đâu ạ. Ship toàn quốc 30, chị ấy ơi, chị Ngọc ơi, ship toàn quốc 30 nha. Áo bò lông 130, có màu xanh, màu xám ạ. Bò lông 130.000 nha, 7 cân đến 28 cân, có hai màu xanh xám này. Được xem hàng trước khi nhận, không ưng có thể trả lại hàng nhá. Ok chị ơi, áo bò xanh 130 nha, em biết rồi ạ. Áo khoác 130.000 một áo, chị Lê Hân ơi, áo 130 nha. Áo bò xanh giá 130.000, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò 110 nha. Ok chị Huyền Lê Thu, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Huyền Lê Thu lấy áo và quần, để lại địa chỉ số điện thoại cho em để em chốt đơn nha. Chị Huyền, chị Tuyên Phạm ơi, caro chỉ có 18 cân thôi nhá, 19 với 21 cân là không vừa đâu chị ạ. Ship toàn quốc là 30 nha. Áo bên nhà em tất cả đều dành cho cả bé trai bé gái nha. Chị Huyền Lê Thu ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò 110.000, áo bò 130 nha. Huyền Lê Thu để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nha. Huyền Lê Thu để địa chỉ số điện thoại nào. Có size lớn nhất là đến 28 cân chị Lê Hân nhá. Ship 30 toàn quốc chị Sen Phạm nha, Sen Candy nha. Size lớn nhất là đến 28 cân chị ơi. Set này là một áo này là 130, quần bò 110 nhá. Quần bò túi hộp 110, màu xanh màu xám nha. Ok nha, chị Anh Phương ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Anh Phương để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. 15 cân mặc vừa đấy chị ơi, 15 cân vừa, bây giờ không lấy được đâu. Bây giờ em đang bán hàng, sao mà đi lấy cho chị được. Ok chị Lê Liễu nha. Áo bò xanh xám 130 nào. Áo bò xanh xám 130 nha. Em không vừa trả lại cho em nhá. Chứ còn là em không lấy cho các chị xem rồi. Chị Anh Phương ok, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Anh Phương để lại địa chỉ số điện thoại nha. Cái quần bò kia nó là quần của bộ Gucci. Chị ơi, quần bò được không bán nhá. Quần bò được không bán. Ok chị ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Thanh Ngoan Bùi này, chị Anh Phương để lại địa chỉ số điện thoại nha. Bé nhà mình 20 cân là mặc vừa đấy chị Linh Nguyễn ơi. Áo bò lông xanh xám 130. Bé nhà mình 20 cân là mặc vừa chị ạ. Linh Nguyễn ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nha. 20 cân là mặc rất là xinh luôn ạ. Yên tâm em sẽ gửi đúng size nhá. Chị Lê Hân này, chị Linh Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lông xanh xám 130.000, 7 đến 28 cân nha. Quần bò 110 nha. Quần bò 110, áo bò lông xanh xám 130 nha. 20 cân là vừa đấy chị ơi, chị lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi ạ. 130.000 một áo bò lót lông nào. Chị Linh Nguyễn ơi, 20 cân vừa, chị lấy để lại địa chỉ số điện thoại cho em đấy luôn để em chốt đơn luôn nhá. Đây ạ, à, áo này là dành cho cả bé trai và bé gái nha. Có size từ 7 cân đến 28 cân nha. Chị ơi, quần bò không? Quần bò, cái quần bò... cái quần bò này là quần bò túi hộp này. Còn ok chị Huyền Lê Thu, em chốt luôn nha. Chốt cho chị Huyền Lê Thu nha. Quần bò 110.000 một quần, màu xám thì là có đến 28 cân, màu xanh có đến 25 cân nhá. Còn cái loại quần đây này. Ngoài ra thì còn cả quần kẻ sọc nữa đây này, 110 nha. Chị nào đặt hàng nhớ để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ cho em luôn nha. Quần bò túi hộp 110, quần bò kẻ sọc 110 nha, 7 đến 28 cân hai màu luôn ạ. Bé trai bé gái đều mặc đẹp chị ơi.
thì Thanh Ngoan Bùi em chốt nha. Thanh Ngoan Bùi ở Ninh Bình à? Cùng quê em, cùng quê em. Quần túi hộ 110 các chị ạ, à, màu xanh đúng không? Quần bò 110.000, áo bò 130 nha. Ai lấy mẫu này thì cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò lại kẻ sọc này là 110 đấy ạ. Áo bò lót lông màu xanh màu xám này là 130.000 nha. Chị nào chốt cái mẫu áo bò này thì để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ luôn cho em để em gửi hàng nhé. Còn chị ơi, bộ bò Gucci size 2 đây. Ok, chị Vân Trần em chốt nha. Chị Phạm Nữ ơi, bộ bò Gucci size 2 đây nhá, 150 một bộ nha. Có cả màu xanh màu xám luôn. Màu xanh đây. 150 một bộ nha. Gucci này là 15 12 9 cân bằng vừa đấy chị ạ. 150 một bộ nha. Có hai màu xanh xám này. Màu xám đủ size, xanh còn 7 đến 11 cân nha. Chị heo con vịt ơi, đơn hàng trên 500.000 miễn ship chị ơi. Đơn hàng trên 500 miễn ship nha. Đúng rồi chị Lê Hân ơi, không vừa được đổi lại chị ạ. À, chị để lại địa chỉ số điện thoại cho em nhá. Chị Lê Hân ơi, không vừa được đổi lại nha. Chị Tuyên Phan ơi, em bảo với chị là cái mẫu caro đấy nó không còn size cho bé nhà mình đâu. Chị có thể đặt sang mẫu Gucci được không ạ? Size bé nhất là size 2 chị ơi. Size bé nhất là size 2, 7 cân đến 10 cân nhá. Một trăm rưỡi một bộ này ạ. Chị Lê Hân ơi, để lại địa chỉ nào. Lê Hân để lại địa chỉ ăn cho đơn nha. Size bé nhất là dành cho bé khoảng 7 đến 10 cân đấy ạ. Chị heo con ơi, đơn hàng nào mà trên 500.000 em sẽ miễn ship nhá. À ok. Nếu mà inbox rồi thì yên tâm nha, em sẽ giải quyết đơn cho chị luôn nhá. Size lớn nhất là 28 cân, còn màu xám thôi chị ơi. Màu xanh lớn nhất là còn 15 cân. Nhá. Áo là 130 chị ơi, áo bò lót lông xanh xám là 130.000 đây đây loại này này. Ngoài ra có loại này nha, chị nào mà không thích cái loại có mũ thì có thể lấy sang loại không mũ nhá. Áo bò xám 15 đến 28 cân, màu xanh 20 đến 28 cân nha. Bò không mũ màu xanh 20 đến 28 cân, xám 15 đến 28 cân nha. Đằng sau rất đẹp luôn. Ok nha. Chị nào đặt hàng thì có thể đặt hàng ở ngay tại đây hoặc là inbox cho em nhá. Shop em ở Hà Nội chị ơi, nhưng mà em bán on nên là không có cửa hàng đâu chị ạ. Em ở Hà Nội em bán on chị ơi. Áo khoác bò 130 nha. Chị nào nhắn tin rồi thì đợi em trả lời nhá. Em ở Hà Nội nhưng mà em bán on chị ơi, không có cửa hàng đâu. Cửa hàng nhà em để hàng hết rồi, không đến được đâu chị ạ. Ok chị Phạm Nữ nha. Ok em chốt đơn chị Phạm Nữ nha. Đôi trắng nào chị ơi, sao lại đôi trắng nào để em có bán giày đâu. Là đôi trắng nhỉ. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn vào đây cho em nha. Em chuẩn bị tắt like đi ạ.
Em chốt đơn luôn chị ấy luôn nha. Nếu mà hôm nay không có ai lấy thêm sản phẩm gì nữa thì bây giờ em sẽ tắt like ở đây nhá. Chị nào có nhu cầu mua mẫu gì thì có thể inbox cho em hoặc là theo dõi những like tiếp theo của em nha. Nếu mà chị nào mà ấy thì lần sau nhớ tiếp tục ủng hộ số em ạ. Tạm biệt mọi người nha. Vâng ạ, ok nhá.